sáng ngày 10 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 2 nhuần năm Quý Mão, tại chùa Tân Long, ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đã diễn ra lễ tiểu tượng cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì đối với Thượng tọa Thích Thiện Lương. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã Gò Công, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó ban kiêm chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa Thượng Thích Chân Phước, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Đông, Hòa Thượng Thích Bửu Hòa, Ủy viên thường trực, Trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông, Trưởng ban tổ chức, Đại đức Thích Đức Minh, Phó thư ký, Chánh văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Minh Bửu, Phó thư ký, Phó văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Ngọc Trí, Phó văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự. Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Phó trưởng ban tôn giáo tỉnh, ông Lê Hoàng Khích, Trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh, ông Lê Văn Mạnh, Phó trưởng Công an tỉnh, ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên thường vụ huyện ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Đông, ông Võ Trung Đông, Phó trưởng phòng nội vụ huyện, bà Trần Thị Lệ Dung, đội trưởng đội an ninh công an huyện, ông Đoàn Minh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện Gò Công Đông và địa phương sở tại đồng tham dự. Trước lễ bổ nhiệm nơi giác linh đài, chư tôn đức và quý lãnh đạo chính quyền tỉnh Tiền Giang, huyện Gò Công Đông đã thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện cố Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, viện chủ chùa Tân Long, cao đăng Phật quốc. Cũng tại buổi lễ, sau phần phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Đức Minh, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã đọc quyết định số 001/QĐ/BTS về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Tân Long và cung thỉnh Hòa Thượng Thích Bửu Hòa, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông, trao quyết định đến Thượng tọa Thích Thiện Lương. Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, Thượng tọa Tân trụ trì đã cung kính dâng lời phát nguyện sẽ cố gắng trau dồi bản thân và nỗ lực hết mình để ngôi già lam Tân Long ngày một hưng thịnh, đền đáp công ơn khai tâm mở trí và sự kỳ vọng tin tưởng của ân sư đã truyền trao. Nguyện phấn đấu hết mình trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Thay mặt lãnh đạo chính quyền các cấp, ông Đoàn Minh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông đã phát biểu chúc mừng và chia sẻ niềm vui đến với Thượng tọa Tân trụ trì, mong rằng Thượng tọa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hộ quốc an dân, giữ gìn đạo hạnh, đoàn kết hòa hợp tốt trong mọi Phật sự, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp, đúng phương châm, đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã tán thán sự hiếu tâm của môn đồ hiếu quyến với bậc ân sư, khuyến tấn Thượng tọa Tân trụ trì hoàn thành nhiệm vụ được giáo hội giao phó, phải luôn trau dồi tâm hành và giới đức tự thân trang nghiêm, tạo sự hài hòa trong tiếp xử với đại chúng và Phật tử, cũng như giữ gìn mối liên hệ gắn kết tốt với chính quyền các cấp để Phật sự được hành thông. Cuối buổi lễ, Thượng tọa Tân trụ trì cũng đã nhận được nhiều hoa và quà chúc mừng đến từ chư tôn đức tăng ni và đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp.